chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh hai vợ chồng mình. Cả nhà ơi, cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng mình không có ăn thịt nướng nha. Hôm nay thì lại thèm món thịt nướng nữa rồi. Cho nên là hai vợ chồng mình quyết định là hôm nay sẽ vào bếp và làm món thịt nướng nha cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình sẽ làm mua cái thịt ba chỉ ở nhà, một lớp thịt, một lớp mỡ nha. Xong mình cắt mỏng ra. Thái cho nó mỏng, thật là mỏng ra, mình ướp với nước sốt Hàn Quốc nha. Wow, nhắc thôi là đã thèm anh ơi, đi làm nhanh lên anh ơi. Thôi mở nhà, mời cả nhà cùng vào bếp với hai vợ chồng mình nha. Ở đây thì mình có mua 1 ký thịt ba chỉ nè, mình về mình đã mần sạch và mình để vô tủ lạnh cho nó hơi cứng cứng lại nha. Giờ thì mình sẽ đem mình sắt. Để vô tủ lạnh như vậy là mình sắt nó mới dễ. Mình đông vậy đặng mình sắt cho nó mỏng được. Chứ miếng thịt còn mềm quá, sắt mỏng sắt không sắt nó khó lắm. Sắt mỏng vậy đặng mình ướp cho nó thấm đều cho nó ngon. Lại mình nướng nó cũng mau chín nữa. Thịt sắt xong rồi mình sẽ cho qua một cái thau để mà mình ướp. Wow, mấy miếng thịt này siêu mỡ luôn rồi cả nhà ơi. Nhưng mà mình mua thịt này thì mình phải chịu nha. Cho hết qua luôn. Giờ thì mình sẽ cho vô đây một gói sốt ướp thịt nướng Hàn Quốc nè. Cho hết vào. Xong trộn đều lên. Nó có cái mùi giống kim chi lắm anh. Mùi ngon ngọt quá. Của Hàn Quốc. Hàn Quốc. Wow, cái nước sốt nó đậm đặc luôn nè. Với lại một phần thịt heo mình để nó lạnh á. Ừ. Nó làm cho hơi cứng cứng dính. Nó dẻo. Rồi trộn đều lên. Mình trộn đều lên rồi mình ướp ở đây khoảng 10 đến 15 phút. Mình sẽ đem ra mình nướng nha. Lâu quá rồi không ăn thịt nướng. Này nhớ rồi ha. Thèm. Kèm với rau này kia nữa. Trộn đều lên rồi mình ướp đây 15 phút nha. Và đây cả nhà ơi, sau 15 phút thì số thịt mình ướp nãy cũng đã thấm đều nè, mình chất ra luôn rồi. Giờ thì mình sẽ đem số này mình nướng nha. Và ở đây mình có ăn kèm với cà chua nè, kim chi, cải salad và mình chấm với nước chấm siêu cay nha cả nhà. Có thêm nước uống Sipin nữa cả nhà ơi. Ăn thịt nướng thì uống nước ngọt mới ngon nha. Thôi bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ nướng ở trên bếp, nướng tới đâu thì ăn tới đó luôn nha. Hôm nay thì mình nướng trực tiếp luôn cho nó ngon. Mình sẽ dùng cái bếp, cái này là giống như cái gì ta, cái chảo chiên, chảo nướng, chống dính hả, chảo nướng. Nướng đá. Hồi đó mình hay đi làm mình cũng hay sử dụng cái này để nướng nè. Cho nó nóng lên rồi mình sẽ để thịt lên. Thịt này mình sắc mỏng rồi nướng rất là nhanh nha. Thịt nóng lên cái. Hộp tay vô thử ra. Chấm cái tay vô. Chảo chắc nóng rồi đó anh ơi. Đây. Mình chờ thịt lên. Mình có lấy gấp cái đũa rồi. Đây, wow, đã quá. Nguyên một mâm thịt luôn, gấp để vô. Đây. Wow. Đã quá. Để theo số nữa anh. Để theo thứ tự luôn, hồi mình dễ chở luôn. Có mấy miếng mình sắt nó hơi bị vụn vụn ra. Được không anh? Được. Nè. Mình để cái chảo nó hơi xa xa một tí cho nó đừng có bị văng nha. Để gần qua nó văng vô mặt. Thơm quá ta. Thơm em, rồi. Em tính nướng mọi luôn á mà anh kêu ướp á. Rồi để xuống được đây. Chưa? Em một đôi đũa em phụ trợ cho. Ê, để bít chảo luôn đi anh. Anh sợ nó... Ôi, có mùi khét. Chở liền, tại cái chảo mà nó áp quá. Wow, rất là thơm. Thơm lừng luôn nha. Nước sốt này thơm nha. Ý. Để bít nước đâu được đâu em. Wow. Tìm nha. Ok. À chưa. Ừ.
Thì giống mình đang đi ăn quán đó ta. Ăn phải từ từ. Quán ngoài trời. Rồi. Thôi trong thời gian chờ đợi mình là khui nước đi. Nước đây. Em khui cho. Nè em khui. Này, em để em. Món này làm được. Hôm nay thì mình uống nước ngọt. Wow. Ồ. Chả chà. Hôm nay uống trà đá không à. Bữa nay thịt nướng là phải có cái này nè, nó mới ngon được. Chắc hồi mình phải cho anh. Cảm ơn em. Lát mình phải chắc xài cái kéo của em. Hả? Ừ, chắc phải kéo. Lấy cái kéo á, đặng cắt kim chi nữa anh ơi. À. Quên nữa. Để đi xí nướng chín đi rồi đi lấy. Chia ra cho hết luôn. Được không? Sắt gì cũng còn hơi dày, tại vì mình sắt tay á. Nó không có được mỏng như cái máy. Đúng rồi, sắc cả... mỏng như cái máy vậy á. Như thịt bò vậy á. Nướng áp vậy nè, chỉ xíu là chín. Thôi kệ gì. Nhà làm mà, có gì máy, ăn nấy đi. Máy bằng máy tay. Máy bằng tay, chạy bằng cơm. Ê, ngay giữa bị khét, đẩy nó miếng thịt mới vậy. Mình cho cái này lên đây. Wow, miếng thịt nó vàng tươi, nhìn rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rất là thơm luôn nha. Sốt này ngon ghê, trở đi anh ơi. Nhìn thật là hấp dẫn luôn em. Nè em có lấy cái kéo cho anh này nè. Đây, xí đây cho nó chín xíu để em cắt nha. Thơm quá, nướng vậy khỏi dầu mỡ, mỡ tự nhiên luôn. anh nướng cái miếng này xích qua đi anh. Lên dài, cắt kim chi lên luôn đi. Hấp dẫn quá nè. Kim chi nướng luôn. Cho kim chi lên nướng, cà chua cho nướng luôn không? Thôi, cắt lên miếng kim chi đi anh. Ok. Giờ thì mình sẽ cho kim chi này lên nướng luôn nha. Kim chi nóng luôn hả em? Được không anh? Được. Cắt phiên nữa thôi. Còn phiên nữa thì mình để gì mình ăn. Cắt lên đây lên luôn đi. Rồi. Kim chi này là kim chi nhà làm. Đâu khác gì ở tiệm đâu anh. Rất là thơm. Cắt chắc nửa bắp thôi hả anh? Ừ, nửa bắp ăn hết thôi cắt lên em ơi. Ok. Thơm quá. Cái nào cũng thơm hết. Rồi, rồi được rồi, coi chừng khét nè. Ăn cái món này cũng bận biểu quá đấy chứ. Trở anh ơi. Phải trở liên tục này để nó khét. Tại mình nướng bằng cái này nó cũng dễ khét. Chảo này nó nóng dữ lắm. Đó, chín rồi đó. Ngon ha, thơm phức luôn. Vậy cắt thịt ra luôn không anh? Để anh cắt ra luôn. Wow, nhìn là chảy chảy rồi cả nhà ơi. Chảy nước miếng rồi đó. Chảy nước miếng. Miếng nào chín cắt ra luôn đi anh ơi. Rồi để em cắt luôn. Cắt cho miếng vừa ăn. Rồi cái miếng già đó em cảm thấy nó hơi dài đó ngang. Dài không? Hay dài không? Mềm, sao nó, chân nó mềm rồi. Bự quá không anh? Nhỏ lại xíu không? Hơi khó cắt hả? Mà mình để đúng nguyên rồi. Miếng gì nè, mình nướng mới ngon. Đúng rồi. Chứ mình cắt nhỏ nhỏ ra giống như mình xào rồi đâu còn nướng nữa. Vào cái réo kìa. Ôi khó cắt hả? Réo cắt không đứt. Ăn cắt tay ngược. Cái tay thuận thì gấp không ở tay thuận thì cắt được nhưng mà cái tay ngược thì gấp không được. Thì ra là vậy, nán lấy cái gấp. Đó, giờ mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ và đoạn hồi dễ ăn, dễ cuốn vô salad nha. Chắc là được rồi đó. Thôi bây giờ mời cả nhà ăn thịt nướng ướp. Ướp sốt Hàn Quốc. Ướp sốt Hàn Quốc nha. Đây, mời cả nhà. Rất là thơm. Có hai đôi đũa nha, một đôi đũa chín, một đôi đũa sống. Cẩn thận. Này đôi đũa sống. Đôi đũa sống rồi. Vô cái anh. Trời. Ăn gian hen. Vô. Người nướng tranh thủ gình gình rồi hớp mấy hớp rồi. Đá nó tàn ra nó bị lạc bớt. Ui. Ăn đi anh. Lâu lắm rồi mẹ uống xịt tinh. Đây à. Mình chấm với nước chấm siêu cay. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Để đốt xuống đi em được không? Cay không? Ngon quá. Cay không? Hơi cay. Hơi cay. Để ngon nhá. Chú xuất ngon quá ta. Ngon ngon. Một ịt đó sốt ướp làm cho 400g thịt. Mà mình một bịch mình ướp cho 1kg luôn. Nhưng mà nó vẫn đậm đà ha. Nên tại mình sắc mỏng á, mình chỉ cần ướp áo qua, ngọt, ngon ghê, vừa ăn. Kim chi cái chừng nó nóng á.
Em giảm lửa xuống mới được. Giảm lửa kín rồi. Hàn Quốc thì phải có kim chi. À, xé nữa cải thôi. Một, rồi. Nguyên một bẹ thì bự quá. Sau đây là môn cuộn. Cho vô đây. Cuộn lại. Mình thì mình khoái ăn cuộn vậy nè. À, chấm một miếng siêu cay. Mời cả nhà lần nữa. Nhưng mà em ghét cái hột ớt quá. Ăn cái thịt nướng nè, cái phần khét khét á thì nó ngon, mà ăn thì nó sao bệnh. Quá, ngon quá. Em không biết cải quá mà ngon. Hôm nay không hiểu, cà chua nữa. Không hiểu sao mà trời hơi gió. Hơi ồn cả nhà thông cảm nha. Nay gió quá trời luôn. Mưa thì đã mưa rồi. Cái này ông mới mưa xong. Đó dữ quá. Mưa xong rồi cái nắng lên liền luôn. Quên hỏi. Cẩn thận đó. Mình phải gấp xuống mới được. Cá nguội. Nước sôi là ngon dữ luôn. Vừa ha. Mỡ nó mà ra. Đặc biệt mình nướng cái phần thịt ba chỉ này ăn rất là béo. Nó có mỡ chung á, ngon cả nhà, chứ gặp như thịt không á. Khô lắm, không ngon. Ăn nổi rồi. Em gấp nó chạy cái chảo luôn phải. Chạy đi. Nóng dữ vậy nè. Trứng thật mà. Ăn chung với rau mới ngon. Kim chi để lên nó nóng không? Em cắn ra cái cục mỡ quá. Ăn sao em thấy em ăn vậy nè. Nhưng mà lá cải của người ta bự lắm. À đút vô luôn á chứ gì. Đây. Một miếng cải, một miếng thịt chấm. Để vô. Mời cả nhà. Ta để cái lá cải bự bít cái mặt luôn. Nó ra rồi à. À, mình cào ra đi anh, đừng có cho miếng mỡ ở dưới. Cái miếng da anh nổ. Ừ. Em nướng cái miếng thịt này. Cho kim chi vô. Ủa. Chờ chỗ nướng thịt. Ôi ăn vậy đã ngon lắm á. Ừ ngon. Ăn kiểu mà từ không gấp ha. Thịt nướng là phải ăn vậy á. Mình đi ăn barbecue cũng vậy vậy. Nó có thời gian kêu. Xong rồi á, mình muốn ngồi ăn bao lâu mình ngồi. Dạ. Thịt ủa chín mà nãy giờ thịt chín không mà. Biết rồi, nhưng mà đang phân vân cái đũa nào. Đũa chín nãy giờ anh cầm. Đi ăn trong quán á mà cái quán nào mà tính giờ á, là khó ăn. Thường thường quán barbecue à. Mà mình đi bên giờ. Nhật nó tính giờ. Nhưng mà tính giờ đó làm biết giờ gì không? Giờ kêu. Còn sau đó cứ ngồi ăn thoải mái. Nhưng mà nói chung là tự ý của mình. Mình cũng đừng ngồi lâu quá, người ta còn bán nữa. Đúng rồi, ăn có bao giờ ăn xong hết là đứng dậy đi về luôn, chứ đâu có ngồi lâu đâu. Ăn no rồi đi về chứ. Gió dữ hả? Gió gì vậy? Ừ, em kêu là gió nước mặn phải không? Nhưng mình nay như hết nước mặn rồi. Mưa rồi. Nay giữa năm rồi mà mưa rồi. Nhưng mà ở dưới mưa ít hơn đây á. Ngày nào ở đây mưa em hỏi mẹ, dưới mẹ nói lâm râm mà. Nhưng mà đổi lại là tới chừng mưa lại dưới mưa dữ hơn đây á. Gần biển. Tới vô mùa mưa lại dưới mưa dữ lắm luôn. Sao em gấp ngay mỡ rồi mà trời. Ủa chứ có miếng nào miếng thịt không đâu. Có mấy miếng thịt á. Để lên ha. Thôi, ăn đi. Ăn hết đi hả? Mình ăn đi. Để nữa nó thấm nữa rồi. Em nhớ đi đi từ với em về mà tới cầu gì? Cầu Cổ Chiên hả? Tới ranh giới đó cả nhà. Vừa lọt qua chạy dít hết gió. Lặng tanh luôn. Khuất biển rồi. Lên cầu Hàm luôn á. Đói dữ hả? Đói nhiều. Đúng rồi, cái cầu đó đón gió. Nhưng mà cầu Cần Thơ là ít gió nha.
Còn thế nào mưa rồi mới có gió hơn một tuần, thần gió mít hả? Ăn đụng mấy miếng mỡ thật là thú vị. Miếng thịt nè anh. Ăn cắt ra kìa. Vô qua. Chiều vô đi anh đây. Chiều vô cho gần mình ăn. Được chưa? Dạ. Cắt hết mấy miếng này luôn. Cái cắt được không? Em gắp cho cắt. Đúng để thôi. Đó. Cầm tay trái với tay phải nữa. Cái chỉ có một tay thôi. Anh là chỉ có thận có một tay thôi, tay trái anh không làm được gì hết. Đây. Ồ, mỡ nó nhiễu. Gấp lại, đúng rồi. À. Còn một miếng. Hai vợ chồng, cái miếng này chín chưa vậy? Miếng này chín chưa? Miếng nó còn vậy? Hơi trắng quá vậy. Cắt ra đi rồi để nó gần trước đi. Rồi. Hai vợ chồng một đứa tay trái một đứa tay phải hợp lại là dễ làm ha. Hai đứa ngồi ăn cả nhà thấy không, lúc nào cũng ngồi như vậy hết. Nó không có bị chổi. Nó béo. Ăn cái này lên 5kg rồi. Ăn xong chạy một cân liền cũng được. Vậy ý nghĩa gì đâu. Lên ký ăn phải lên ký. Ăn xong một con liền thì lên ký thì chắc chắn rồi. Lóc miếng thịt là mỡ nhiều quá mình lóc mình bỏ miếng mỡ. Cho mình mua đây thịt ba chỉ đúng không? Nhưng mà thịt này thì lại nướng mới ngon. Chính là lâu rồi mình mới ăn thịt nướng lại ha. Đúng là lâu rồi. Em muốn ăn thịt không? Bữa nào em mua thịt đùi vậy nướng cho em ăn. Còn thịt em bơm. Thịt đỡ ngán lắm. Thịt này nướng mới ngon. Hoặc là anh mua gù bò á. Gù bò mới ngon á. Em ăn thịt bò không được mà cái gù đó em mua. Ây da. Rồi. Túng đạn rồi. Dính bẫy rồi anh em ơi. Thôi gắp xuống đi anh ơi, cho cái mới lên đi anh ơi. Nó nổ quá cả nhà ơi. Nãy mình bị dính bẫy rồi. Dính bẫy. Nó văng ngay cái miếng mắt luôn, cái da á. Cái da nó dễ nổ lắm, nó gặp nóng này. Lùi xuống đi. Lùi xuống. Wow, vậy ăn nhanh nè nha. Đúng rồi. Cái thời gian này mình cũng có để cái để mình ăn. Cho mấy miếng anh, cái miếng. Miếng thịt phải không? Ừ. Đó, cái miếng này ngon nè. Đúng rồi. Đó. Chưa văng được đâu. Chưa văng được đâu, khỏi né. Em sợ. Đó, cho lên đi, cho bít chảo luôn đi. Cái kim chi đó gấp ra không? Thôi, lỡ rồi, để luôn đi. Cái gì mình ăn kim chi ngoài. Cho kim chi nướng luôn. Nướng kim chi. Còn miếng cho lên luôn đi anh, cậy đó, để lấy để đại lên hết đi. Này đặng cho em ăn. Để lên luôn đi. Mấy cái thịt nè. Wow. À. Rồi, được rồi. Biết chảo rồi. Cái miếng kia vô, nó rớt xuống cái bàn này. Cho nó đó luôn đi, hồi mình lụm vô mình rửa. Rồi đây, thời gian chờ đợi thì mình còn cái dĩa này. Ăn cải rồi. Ăn cho ăn kim chi. Ăn cải vô cho nó có chất xanh. Kim chi có nhiều quá, nóng không? Cải ăn nóng chứ. Cải thảo thì nó nóng, nhưng mà mình ăn cũng lâu ăn lần thì đâu có nổi. Da nướng lên nó giòn ha, nó không dai nữa. Nướng một hồi càng ngày nó càng văng dữ không. Nó văng mình bỏ mình chạy luôn. Anh phải nướng cho chín luôn rồi nè. Này, gấp lên đi em. Đây. Ôi, mình nướng một hồi nó ra mỡ. Quá trời mỡ luôn.
em yêu cầu có thịt đó, anh lấy thêm những cục thịt đây cho em đó. Cái miếng này có thịt ăn cho ngon. Rồi anh cắt miếng to thế anh. Ăn được mà. cái này sao nó còn ấy quá em ơi. Ăn phải nhìn nghe. Thôi chín hết rồi. Ăn tái còn được mà. Mình nướng nổi bà văng đầy cái bàn hết trơn. Ăn tái còn được mà. Thôi em không. Thế giờ ăn thịt heo tái chưa? Chưa. Bò tái thì dám ăn cái ngon heo tái chưa. Thịt heo là cái món gọi là gì? Quốc dân. Phổ thông hả? Quốc dân hả? Vậy mà không ăn tái được. Thôi không dám chơi cái môn đó. Ăn tiếp, chiến tiếp thôi. Còn nóng á, cái này còn nóng á. Anh phải ăn cải vô. Ăn anh cải mới thắng em. Anh ăn bao nhiêu anh cải cũng không thắng hết. Tội nghiệp ghê. Cho nói gì? Một là vợ luôn đúng mà. Hai nếu vợ sai coi lại điều một á. Cái kim chi này nó ngon rồi, sao nó hết chua rồi hả? Em biết. Anh bắt sao em? Hay mình để tủ lạnh. Nó đầm vị rồi. Ừ. Con gà của mình ha, của hàng xóm à. Mình nó đòi gà nướng hả? Hay là bữa giờ mẹ nói, bữa giờ mẹ nói gà là gà của mình mà. Có mấy con gà hàng xóm đi vô nhà. Nó xấu quá. Quá ngon. Con gà đuổi em đi đâu? Gà muốn đi vô. Đi chiếm ăn cục sống. Qua rồi, tới dâu rồi, dâu da rồi, tới mãn cầu, rồi lấy tới chôm chôm, đủ thứ hết. Cuộc đời, tam tai của con gà. Mình cũng có đu theo đựng món với bọn. Đến suy nghĩ coi năm nay phải năm tam tai của con gà thiệt không? Đâu phải, năm nay đâu phải tam tai của con gà đâu. Năm nay năm con gì? Con mèo. Tiếng gọi mèo dậu hả? Ừ, cũng có nó nằm nằm trong danh sách này gì á. Tiếng gọi mèo dậu. Thích bà gần sắp cuối rồi tự nhiên bị dính. Ôi ra quá chừng mỡ luôn. Mình nướng nó ra mỡ bỏ đó đi. Chứ bình thường mình nướng bằng cái nướng than nó rớt xuống hết à. Ồ, con mỡ dữ thiệt. Dính vào một bên đi. Dính vào một bên. Đó, cái góc của em á. Cái này nè. Thì bà cũng cho con nè cũng. Nó đi cực vàng. Nó bị nó kiếm. Nó cũng khôn lắm. Cái nào ngon á nó mới đi theo. Còn cái nào nó ngon nó không có đi theo đâu. Thôi được rồi em ăn không? Đem cắt cho. Vô. Anh sắp hết luôn rồi. Ăn cái này là hồi uống nước à. Chấm nước chấm á. Trời ơi nó văng dầu luôn đây nè anh ơi. Nó nổ. Sau một buổi thì hai vợ chồng mình cũng đã chiến gần sạch hết 1 kg thịt ba trọi rồi nha cả nhà. Còn ít, ở trên đây thì còn một ít và trên mâm thì còn được 4-5 lát thôi. Quá ngon luôn cả nhà ơi, lâu rồi mới làm lại cái món này, ăn thật là đã luôn. Cái kim chi này để lên nhưng mà nó nước nhiều quá cho nên là chừa lại và mình chỉ ăn cái cọng thôi. Với lúc nãy hồi nãy trộn 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 đi sợ dính thịt sống nên là mình còn chừa lại tới giờ luôn á. Thôi hay chồng mình cũng đã ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hay chồng mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hay chồng mình trong những video tới. Còn ở lên. Quá là ngon. Quá là ngon luôn cả nhà ơi. Mình hãy làm thử như thế này đi nha. Ướp đơn giản thôi mà nó rất là ngon luôn á. Thôi hai vợ chồng mình xin kết thúc video tại đây nha. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai vợ chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.